Dạ Nam Mô Đà Phật. Thì hôm nay con xuống chú Tư nhờ chú Tư giảng giải về vấn đề mình kiến tánh là phải thành Phật không chú? Bây giờ kiến tánh là như thế nào mà là thành Phật? Mình tu phẩm gì thì sao nếu mà thành Phật á? Kính thưa quý đồng đạo, nói đến cái bước đường mà tu chứng thì nó còn có nhiều cái chặng đường để mà chứng đắc. Chẳng hạn như là khi mà cái người mà được về cõi Phật thì gồm có là cái cõi là của hàng thinh văn duyên giác thì gọi là tịnh độ hữu dư, rồi về cái cõi gọi là thật báo trang nghiêm tức là của hàng Bồ Tát, còn cái cảnh giới mà thường tịch quang là cảnh giới của Phật. Thì cái câu hỏi được đặt ra, kiến tánh có phải thành thành đạo hay không? Thưa phải, mà nó còn nằm trong hàng thinh văn. Kiến tánh là gì? Kiến tánh là cái hàng thinh văn đó, diệt được tư hoặc và kiến hoặc, tức là cái thấy biết không còn sai lầm và cái tư tưởng không còn sai lầm. Thì ở nơi đó đó ta mới phân tách ra 10 món vô minh căn bản là tham sân si mạn nghi, cái này gọi là ngũ độn xử. Thì nếu dứt được ngũ độn xử thì gọi là diệt được tư hoặc, rồi diệt được năm phần ngũ lợi xử gọi là diệt được kiến hoặc. Thì năm phần ngũ lợi xử gồm có là thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ, kiến thủ kiến và tà kiến. Khi mà ta không còn tà kiến rồi thì người ta kiến tánh, tức là ta thành được cái hàng gọi là thinh văn. Mà thinh văn nó có bốn quả, đầu tiên là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Như vậy thì hàng thinh văn đó và duyên giác chỉ diệt được kiến hoặc và tư hoặc nên gọi là tịnh độ hữu dư, tức là phá được kiến hoặc và tư hoặc nhưng mà còn trần sa hoặc và vô minh hoặc chưa diệt được nên gọi tịnh độ hữu dư. Còn cái ông Bồ Tát á thì ông diệt được kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc. Trần sa hoặc là cái nghiệp hoặc nhỏ nhất, rất nhỏ, rất tế gì mà Bồ Tát cũng diệt được nên gọi là cái cõi thật báo trang nghiêm, thì mới diệt có ba phần thôi. Còn đối với Đức Phật là diệt được kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, không còn một hoặc nghiệp nào thì mới gọi là thường tịch quang. Chữ thường là còn hoài, tịch là vắng lặng, quang là sáng suốt. Thường tịch quang là ở trong cái vắng lặng sáng suốt mãi mãi hoài hoài như vậy nên gọi là thường tịch quang. Thì cái người đó mà chứng cái quả thinh văn đó thì cái đó là kiến đạo trong chỗ là diệt kiến hoặc và tư hoặc thôi, chứ chưa phải diệt sạch trần khoa sa hoặc và vô minh hoặc, thì không có năng lực để mà độ hàng trời. Vì sao? Vì hàng trời người ta cũng có ngũ thông. Thì cái người mà chứng được cái quả Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hoàng A La Hàm là cũng mới ngũ thông thôi, mà đến A La Hán mới là cái thông thứ sáu là lậu tận, tức là róc rứt sạch gốc mê lầm, nhưng mà còn lại tích lũy nghiệp trong nhiều đời, tức là cái phần phiền não tế di. Thành ra Bồ Tát á thì diệt được kiến hoặc, tư hoặc, minh nhạc còn trần sa hoặc, tế di chưa diệt sạch. Rồi chỉ có ông Phật mới diệt sạch là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc, tức là không còn hoặc hoặc nghiệp nào, mới là đến quả diệu giác là thành Phật. Thế nên Phật mới có đủ năng lực để cứu độ chúng sanh, nên Phật đó có năng lực cứu độ chúng sanh gọi là cửu giới chúng sanh. Cửu giới chúng sanh gồm có nè Bồ Tát nè, thinh văn nè, duyên giác nè, trời nè, thần nè, người nè, ngạ quỷ nè, địa ngục súc sanh, tức là cửu giới chúng sanh. Thì cái người mà chưa đến cái quả Phật mà nói cứu đời một cách tuyệt đối như các hàng trời thì cái đó chưa đủ tư cách, mà nếu đủ tư cách là phải Phật hàng diệu giác mới có thể đủ độ độ trong cửu giới chúng Mới sanh. nói pháp cho chư thiên đều nghe hả chứ? Dạ đúng vậy. Dạ. Như khi mà Đức Phật trụ trong cõi đời 49 năm đó, khi Đức Phật sắp về cảnh giới Niết Bàn á, hết duyên mà ở thế gian đó, thì ngài lên cõi trời đó lợi thuyết pháp cho bà mẹ cùng các chư thiên nghe 3 tháng đó. Mà các hàng chư thiên đã có ngũ thông rồi đó, nhưng mà ngũ thông cũng chưa phải là rứt sạch hết gốc mê lầm,
Đó, mà chỉ có Phật mới là đoạn trừ hết vô minh hoặc kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh sạch hết mới đủ tư cách cái quả diệu giác. Chữ diệu là khéo màu, đủ tư cách khéo màu để mà làm lễ cho chúng sinh, quá độ chúng sinh. À, đại khái là vậy. Với con hỏi chú thêm một điều nữa về vấn đề, thí dụ như con tu đây cũng mười mấy hai ba chục năm nay rồi, mình nâng cấp lên hay sao chú, hay là tự mình lên, hay là phải mượn người khác nâng cấp mình mới lên được? Theo con thấy như thế gì đó, chú thấy sao chú Tư? Cái từ mà nó nâng cấp thì mình phải giải rõ cái chỗ nâng cấp. Nâng cấp là gì? Người ta chưa biết được cái câu kinh tiếng kệ, mình giải trình cho người ta biết được cái ý nghĩa của bài kinh tiếng kệ đó, thì cái đó là mình nâng cấp cái trình độ kiến thức của người ta để đi vào cái giai đoạn kiến đạo, thì cái đó có thể dùng nói vậy được. Nhưng mà mình dùng cái từ mà nâng cấp để tự mình đưa người ta đến chỗ thành tựu cái gì đó, cái đó hoàn toàn mê tín gì đó, hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Mình nhớ cái trường hợp này để biết được điều đó. Ở trong pháp hội linh thú, chư thiên đem qua sen cúng dường cho Phật. Đức Phật cầm nhận que sen, Đức Phật đưa từ thấp đưa lần đến cao. Đức Phật lấy xuống, Đức Phật đưa một lần thứ hai, thì trong pháp hội rất đông nhìn theo cánh tay Đức Phật đưa từ thấp đến cao, từ cao xuống thấp, từ thấp đến cao. Người ta lấy cái nhãn thức mà ta phân biệt, thì chính cái đó gọi là vọng thức. Mà vọng thức là đi ngược lại với mà giới trí, vì người tu phải chuyển thức thành trí. Mà bây giờ còn cái vọng thức sanh diệt thì làm sao có thể nâng cấp người đó được. Thành ra nói cái từ mà nâng cấp thì đó sai. Mà người nào cái tâm đến mức tương ưng thì mới có thể là tự ngộ. Thì trong pháp hội đó chỉ có ông Ca Diếp là người tương ưng. Tức là ông chiếm người, là ông hiểu được Đức Phật, mà chính Đức Phật cũng hiểu ông. Nên Đức Phật mới nói câu là: ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, hữu tướng mà vô tướng, nay ta phó chúc cho ông Ca Diếp. Thì ông Ca Diếp được Đức Phật truyền y bát để làm một cái bằng chứng. Mà thật nghĩa của nó gọi là truyền tâm ấn, tức là tâm ấn tâm. Vì tâm đã tương ưng với nhau mới tâm ấn tâm. Mà nếu ông Ca Diếp ổng chưa tương ưng được thì làm sao Phật nâng cấp ổng được. Mà nâng cấp được là do trình độ tu tập của mình. Khi mà đại định đến thì đại huệ mới phát sanh, chứ không thể lấy người này mà nâng cấp cho người kia. Cho nên Đức Thầy nói: ta không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa. Chính Đức Thầy đã có huệ linh, mà Thầy nói ta không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa. Mà cái tai họa đó chúng sanh muốn chấm dứt thì phải biết cải ác tùng thiện, phải biết cải tà quy chánh, phải biết cải vọng quần chơn. Khi hết vọng rồi, chân tâm thanh tịnh thì phát sanh diệu huệ. Thì cái tâm tương ưng với Phật thì Phật mới truyền y bát được. Còn nếu người đó tâm không tương ưng thì Phật không bao giờ truyền y bát được. Thì chính Đức Phật không nâng cấp được thì ai lại nâng cấp được? Mà Đức Phật nâng cấp là gì? Đức Phật đưa ra một đường lối, dạy dỗ giáo hóa rồi người ta hiểu, người ta tu tập lâu ngày, người ta thành tựu như vậy. Cái đó là nâng cấp bằng cái kiến thức đạo đức. Rồi mình phát huy cái tâm lực của mình, đạt được cái huệ lực ở nội tâm, thì cái đó mới thành tựu. Còn cái mà như không, mà nói rằng tôi đọc một cái đoạn gì đó, tôi làm cái gì đó để nâng cấp, thì cái đó hoàn toàn mị dối, không đúng. Không đúng. Cho nên ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc, bất tu, bất đắc. Vì chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh là thừa tự của nghiệp. Nếu chúng sanh không có một cái chủ nhân tốt thì làm gì thừa tự được một cái quả vị tốt. Cho nên không ai nâng cấp ai được hết. Mà nâng cấp được là chỉ có cái Đức Phật đưa ra đường lối, mọi người hiểu biết đường tu, nhắc nhở,
rồi làm cho người ta ý thức, nâng cấp cái kiến thức trình độ, rồi từ chỗ kiến thức trình độ đó bằng cái kiến đạo, rồi người ta mới hành đạo, tu đạo, rồi tự người ta tu đạo, ta nâng cấp được cái tâm đạo, người ta mới thành tựu được. Chứ không có ai mà nói rằng lấy cái khả năng mình nâng cấp cho người khác thì nó hoàn toàn không có. Nói đó là nói xí gạt người ta thôi, chứ không phải vậy. Dạ. À, không đúng, không đúng. Dạ. Xin góp ý dạ, gì dạ. Mỗi dạ. Dạ, vậy thì con xin hỏi thêm một điều nữa. Là về vấn đề mà con coi kinh đó thì có Tam Kinh Tịnh Độ, có Đức Phật thuyết, rồi Cảnh Cực Lạc. Như vậy thì cái đó là phải là quyền thuyết không chú? Hay là có thật? Dạ, xin thưa với đệ hậu cũng như quý đồng đạo, quyền thuyết là gì? Quyền thuyết là Đức Phật đưa ra cái đường lối, giống như ngón tay, thì chính ngón tay là quyền thiết. Thì quyền thiết là pháp, là ngón tay để chỉ ánh trăng. Để ta thấy được ánh trăng thì ánh trăng nó là sự thật, mà cái tay nó là cái phương tiện, nó là quyền thiết. Thì cái quyền thiết là lời của Đức Phật dạy dỗ chúng sanh, đó là quyền thiết, gọi là quyền pháp thâm trầm thơm bất tuyệt. Tức là đường lối Đức Phật nó tuyệt vời, hay ho, để làm cho người ta thấy được cái ánh sáng của mặt trăng. Ý muốn nói là đường lối Đức Phật ta tỏ ngộ được chân tâm thanh tịnh, để ta phát sanh diệu, người ta giải thoát. À, thì cái gì quyền thiết là cái lời của Phật, cái phương tiện của Phật, đó gọi là quyền thiết. Đó, quyền thiết đại khái nó là vậy. Dạ. Yeah. Yeah. Cõi cực lạc là có thật. Còn cái mà cõi cực lạc đó thì không phải là quyền thiết. Mà cõi cực lạc căn thứ trong kinh gọi là 10 pháp giới. 10 pháp giới thì gồm có pháp giới của Phật, Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, trời, thần, người, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Tức là 10 pháp giới. Thì các pháp giới cao tột nhất là pháp giới của Phật. Ai nói rằng không có pháp giới của Phật, không có cảnh của Phật, là người đó chưa hiểu gì về đạo Phật. Hay nói một cách khác hơn, chính người đó đã có tội. Tại sao? Vì cõi Phật là cái cõi tuyệt đỉnh, mà ngăn chặn cái con đường tiến hóa đến tột đỉnh thì người đó có tội rất lớn. Nên bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức, nửa lời nói chẳng lành làm tổn lúc bình sanh. Như vậy thì Phật là chân thật ngữ, nên cái lưỡi của Đức Phật khi le ra là trùm cả tam thiên đại thế, thiên thế giới, là biểu hiện rằng lời nói ngài chân thật, nói đâu đúng đó, không bao giờ sai một mãi nào. Mà Đức Phật và Đức Thầy đã giới thiệu cho chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, sớm về cõi Phật an thanh, hay là cõi Tịnh Độ lắm điều thanh nhã, hay là về cực lạc mới là hết khổ. Mà chúng ta nói không có cõi cực lạc thì đi ngược lại Phật. Mà đi ngược lại Phật thì chúng ta coi chừng đó là ai. Nên yeah. Chúng ta phải cẩn thận chỗ này. À, cho nên chúng ta mới thấy rằng một hôm nọ Đức Phật phóng ánh từ quang tại cái tỉnh Xá Kỳ Hoàng, thì cái ông Xá Lợi Phất mới hỏi Phật: chứ bạch Thế Tôn, hôm nay có điềm lành chi Thế Tôn phóng đạo từ quang? Đức Phật trả lời: Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương quá Phật, thập vạn ức hữu thế giới danh di Cực Lạc, hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thiết pháp, Xá Lợi Phất bị độ hà cố danh di Cực Lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chi lạc cố danh Cực Lạc. Nghĩa là: này Xá Lợi Phất ơi, từ đây cách về Tây Phương Phật cách xa 10 muôn ức quốc độ Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thiết pháp. Xá Lợi Phất ơi, cõi đó sao gọi là cõi Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có những sự khổ mà hưởng toàn là những điều vui, nên có tên là Cực Lạc. Như vậy thì y báo luôn luôn theo chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là phần tâm, y báo là sở cảnh. Đức Phật đạt được cái tâm đến cái chỗ tuyệt đỉnh giác ngộ, đến cái chỗ đại định, nên ngài phát sanh đại huệ. Cho nên đó là chánh báo. Thì từ chỗ chánh báo đó, nên sở cảnh của ngài là y báo, tức là bằng vàng bạc lưu ly pha cừ san hô phổ sắc xích châu mã não. Thành ra cõi Cực Lạc là một cõi tuyệt vời, mà sự thật là có. Còn ai nói rằng là đó là cái phương tiện, hay đó là quyển pháp, hay đó là quyền pháp gì đó, quyền pháp vậy không phải là quyền pháp. Quyền pháp là đường lối giống như ngón tay để chỉ mặt trăng, đó là quyền pháp. Còn khi đạt được ánh trăng thì đó là gì?
là trí tuệ nội tâm của mình thì đó là chánh báo. Thì đã có chánh báo tức là có y báo, có sở cảnh vô cùng cực kỳ tốt đẹp, đó là sự thật. Còn ai phủ nhận sự thật này, người đó có tội rất lớn đối với kinh pháp. Nam mô Đà Phật. Dạ. Dạ, làm ơn chú Quan Hỷ chú giải giùm con một điều nữa, tức là hành giả mà đạt được vô ngã là gì chú? Dạ. Cái ngày mà Thái tử Chị Đạt Ta đó đản sinh đó, là bà hoàng hậu Aya đó ở Trung Ấn Độ, bà mới về phía Bắc Ấn Độ, tức là xứ Nepal. Xứ Nepal là nơi cha của bà, là bà về đó để mà sinh nở, vì bà đã gần đến ngày khai hoa nở nhị. Khi bà về đến cái giường Lâm Tỳ Ni thì cái hoa vô ưu nó nổ trắng xóa, bà mới thò tay phải, tức là cánh hữu, bà hái đó hoa. Thì Thái tử ở trong nách bước ra, nên Đức Thầy mới diễn tả là bà trổ sinh chứ không phải là hạ sinh. Bà trổ sinh Thái tử đẹp tươi, mặt trang nghiêm, khí khoách hơn người. Vua cùng khắp thần dân mừng rỡ, họ thích ca, từ đây sẽ ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta. Cả triều chính treo hoa yến ẩm, có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ, lòng thẳng ngay chẳng có dị tư, đời thanh tịnh gìn câu đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thấu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn Tiên, A Tư Đà tiên hiền tánh lão. Thì A Tư Đà sau khi xem qua cái tướng hảo của Thái tử thì biết Thái tử là cái bực siêu rồi. Cho nên khi ngài đản sanh, đản là gì? Đản là sáng lạng, sinh là có mặt trong cõi đời. Chúng ta sinh ra trong cõi đời mà bị vô minh vọng tưởng dạ tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Còn ngài là đản, tức là sáng lạng. Khi ngài bước ra rồi thì ngài bước trước bảy bông sen, là tượng trưng cho ngài là thất Phật, mà cũng tượng trưng cho ngài là quả vị Phật. Vì lục độ là Bồ Tát chỉ có 6 hoa thôi, mà Phật là 7 hoa, nên ngài bước trên 7 hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Ngài nói thiên thượng địa hạ, di ngã độc tôn. Cái ngã đó là chân ngã, nó cao quý vô cùng, cái đó nó không bao giờ mất. Nên thầy đã là ngoài kiếp phù du của trần thế, còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Thế nên sát ti mất mà hồn thiên chẳng mất, cái đó gọi là cái chân ngã. Còn cái tứ đại của chúng ta là cái giả ngã. Cái tứ đại lên ta là do đất nước mà hợp thành, sớm muộn gì nó cũng phải tan rã. Vì vậy mà sanh không phải là hữu sanh, diệt không phải là đoạn diệt, nên gọi là sanh diệt đoạn thường. Còn con đường cứu cánh của Phật giáo đó, sanh đến chỗ bất sanh, diệt đến chỗ bất diệt, cái đó gọi là chân thường, cái đó gọi là chân ngã. Từ trước giờ chúng ta bị kẹp mê nên chúng ta có cái giả ngã này. Ngày nào chúng ta đạt được trí vô lậu vô sư, đạt đến chỗ đại định phát sanh diệu huệ, thì người đó đạt được cái chân ngã, tức là cái bất hư. Cái đó ở thánh không thêm, ở phàm không bớt, cái đó mới thật là chân ngã. Thì cái đó đó Đức Thầy mới xác định, ngoài kiếp phù du của trần thế còn có gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Chính cái đó đó nó là bất di bất dịch, ở thánh nó không thêm, ở phàm nó không bớt, là cái chỗ đó. Cái đó là cái chân ngã. Còn chúng ta đây là cái giả ngã, nên chúng ta biết bỏ cái giả ngã, tìm cái chân ngã. Mà cái chân ngã ngay trong cái tâm hồn an lạc thanh định của chúng ta, trong cái diệu trí của chúng ta, thì người đó sẽ đạt đến cái chỗ chân ngã. Đó là bất sanh bất diệt. Xin đại khái là vậy. Chân, nếu mà người mà đạt được cái lý vô ngã là người đó là đã đắc đạo hả chú? Dạ không. Vô ngã nó có nhiều cái hình thức. Thí dụ như bây giờ nói đến vô ngã là diệt được kiến hoặc của vô ngã, diệt được tư hoặc của vô ngã. Cũng vô ngã, nhưng mà diệt được kiến hoặc của vô ngã, diệt được tư hoặc của vô ngã, rồi diệt được là trần sa hoặc của vô ngã, cũng chưa đến độ cứu cánh. Mà diệt đến chỗ là vô minh hoặc mới thật sự là đến chỗ vô ngã, là không còn cái ta nữa. Đến chỗ là bổn lai vô nhất vật, thì cái đó mới thật sự là tâm Phật. Thật sự là tâm Phật. Nên Phật ở đâu có người hỏi tới, chỉ vào tâm tôi liền nói ở đây. Lặng lẽ nghe, lặng lẽ ngó đêm ngày, sẽ thấy Phật từ xưa nay ở đó. Tức là chân không mà diệu hữu. Chân không là nó không có gì hết, diệu hữu là vô cùng khéo màu, nó quyền diệu, nó trong chỗ là linh minh động triệt trạm tịch thường hằng,
cái đó không thể nào dùng ngôn ngữ mà nói cho hết, mà chúng ta gượng nói thôi, nên gọi là ngôn sanh lý tán. Dùng lời mà nói đó không trọn vẹn cái chân lý, nên đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Đạo mà nói được không phải là đạo chân thường, danh là cái tên đạo, nói được cũng không còn là cái danh chân thường, nếu còn nói là còn ngã. Nhưng mà đến chỗ là vô ngã, tức là đến chỗ không. Nên một hôm nọ ta hỏi Bố Đại Hòa Thượng, tức là hóa thân của Đức Phật Di Lặc, hỏi thế nào là cái thể, thì Ngài đứng căng. Ta hỏi thế nào là cái dụng, Ngài quải cái bọc lên vai liền, thì đó là cái dụng. Như vậy thì cái thể nó không có một hình tướng nào đó, tức là một cái bản giác tinh minh bao trùm vũ trụ vạn hữu, cái đó là cái chân thể. Còn cái dụng, tức là quải bọc đồ lên vai đi, đó là cái dụng. Thì cái gì trên thế gian còn có một cái hình thức thì cái đó cái dụng thôi. Còn cái thể nó là vắng lặng, một màu sáng suốt, gọi là chân không, thì cái đó là cái thể. Nhưng mà cái chân không đó gọi là diệu hữu, nó ứng dụng mà ứng dụng phù hợp với đạo lý để nó tiến hóa, chứ không phải ứng dụng theo cái chỗ mê lầm để thối hóa đọa đài. Nên con đường siêu nữa đó, nó có hai lối rõ ràng như vậy. Nên người ta biết tiến hóa, mà biết tiến hóa là do đâu? Do mượn, nhờ cái lời Phật, lời Thầy. Rồi người ta biết được cái đường lối tu hành, rồi ta áp dụng thời gian, nó sẽ có hiệu quả. Nên đầu tiên ta đi vào thời kỳ kiến đạo, để đến đến thời kỳ tu đạo, mới đến thời kỳ đắc đạo. Vậy muốn đắc đạo cần phải tu đạo, muốn tu đạo cần phải biết đạo. Vì biết đạo nó là cái đầu mối làm cho tâm hồn chúng ta nó tương ứng với đạo lý. Thì biết đạo là đôi mắt, rồi hành đạo là đôi chân. Vậy mắt đã thấy đường, chân đến tiến bước, tức là chúng ta đến nơi đến chốn là đạt được mục đích mừng tu. Đại khái là vậy. Nam mô Đạo Phật. Dạ, Nam mô Đạo Phật. Qua chú Quang Hỷ con trả lời con nghe rất là hay. Dạ, Nam mô Di Đà Phật.